Xin chào tất cả các bác, anh, các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại. Theo hai số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video ạ. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5 kg tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Đơn hàng mà trên 5 kg đến 10 kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc nha các bác. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 này. Mẫu số 1 ở đầu video nó là cái rổ dây rắc cắm đi các bác. Đây, số 1 là cái rổ này nhá. Đây, chiếc đầu tiên này. Cái này dây to này các bác, dây cũng to nha. Cái này ở đây đường kính của dây em đo được là 10 ly này các bác. Đây là cái phần chân rắc của nó này. Đây đầu bên này. Đấy, hai đầu dây rắc của nó nha. Còn bên dưới đây, bên dưới là cái dây này, bên dưới này cái dây này to này các bác. Nó cũng sẽ có hai cái phần đầu dây rắc như này. Dây này to đẹp nha. Đây các bác, ở trên đây nó có cái này, nó giống như kiểu cái nối á. Đây này, đây này các bác. Đây là bộ combo gồm hai chiếc. Bác chốt cho em là combo hai chiếc này là của mẫu số 1 nhá, có giá là 120.000 thôi ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là bộ combo gồm hai món nhá. Đây hai cái chân rắc này giống nhau này các bác. Đây. Cái kia đầu kia cũng giống nhá. Dây món này cũng to đẹp này. Đây là dây kiểu dây chập 3 này các bác, dây chập 3 này các bác. Đấy. Hai mẫu này giống nhau. Combo này là của mẫu số 2, có giá là 100.000, combo 2 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Số 3 mẫu này là cái combo các cái chân rắc cắm 3 chân này các bác. Đây này, cái này là ổ chân rắc cắm 3 chân bên đằng dưới này thế này. Nó có dây màu trắng với cả dây màu đen nhá. Đây các bác. Để em xem có bao nhiêu chiếc. 2 chiếc này. 3 này. Có 4. Đây cái bên dưới này. Cái này thì không có cái đầu rắc cắm nhá. Đây nó bị cắt rồi này các bác. Còn cái này thì nó sẽ là cái hai cái phần chân rắc như này. Hai cái đầu này. Đấy, em xem là tổng combo trong đây sẽ có bao nhiêu món này. 1 này, 2 này, 5 món các bác. Combo này là của mẫu số 3, combo 5 món, có giá là 120.000 ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu. Mẫu số 3 rồi đến số 4 ạ. Đây số 4 đây. Số 4 là cái mẫu này. Combo các cái dây rắc này. Dây mẫu này cũng thấy còn đẹp này, không có bị đứt nối gì. Đây là mẫu dây màu trắng này. Màu trắng này có 3 dây này các bác. Màu trắng này có 3 dây nhá. Này, màu đen có 1 dây. Tổng combo mẫu này là gồm 4 chiếc của mẫu số 4. Combo có giá là 130.000, là combo gồm 4 cái nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là cái này. Cái này nó trông nó giống cảm biến ấy, các bác biết phải cảm biến không? Cái này phần cái này bằng nhôm này, ở đây là có 4 cái này các bác. Đây là 4 cái. Như cái này là em thấy nó có một cái đơn này, còn trong đây nó sẽ có hai cái này các bác. Cái này không biết coi như bán tù mù 50.000. Em thấy nó rất là giống cảm biến luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 6. Đây số 6 là cái mẫu này. Số 6 là mẫu các cái cảm biến như này. Đây các bác. Cái này nó sẽ ghi là để em xem điện bao nhiêu này. Cái này chắc là các cảm biến này thì nó chỉ điện là 12 hoặc là 24V DC thôi nhá. Đây này. Như cái mẫu em đang cầm là cổ hàng của Omron này. Đấy. Nó sẽ còn có cái đầu dây dài nha các bác, không có bị dây ngắn đâu. Cái này thì em bán theo combo là 100.000, combo 5 chiếc nha các bác. Đây như cái này nó có tem này, đấy là 12 đến 24V DC. Các bác chốt cho em là mẫu số 6 nhá, combo 5 chiếc sẽ có giá là 100.000 5 cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Cái số 6 này em quên chưa đếm nữa, không biết là bao nhiêu chiếc. Đây mẫu số 7 là cái bộ gối bi này. Cái này mã bi của nó là 6205. Thì cái phần lỗ trục bên trong này của nó sẽ là lỗ 25 nhá. Phần kích thước phần sắt bên ngoài này, bản của nó độ dày là 2 cm. Kích thước bản rộng.
Con này bản rộng là 7 cm, chiều cao là 6,7 cm nha các bác. Combo này là gồm 2 chiếc này của mẫu số 7, có giá là 100.000. Cái này là gối bi lỗ trục 25 nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là cái bộ bàn trượt này. Cái này ở đây bên trong nó sẽ có các cái phần dây trượt như này nha các bác. Mỗi một tầng thì sẽ có là 2 dây và 4 bi trượt. Cái mặt bích này của nó để em xem bằng sắt hay gì đây. Mặt bích này của nó bằng không biết bằng nhôm hay là bằng sắt đấy, tại vì bằng nhôm các bác, bằng nhôm. Phần thân của nó bằng nhôm nhá, nhưng mà khi mà thử lâm châm này nó sẽ hút, là do bên trong nó sẽ có các cái đường dây bằng sắt này, nên là nó sẽ hút nha các bác. Mẫu này sẽ là cái bộ bàn trượt di chuyển 4 chiều đấy. Phần mặt bích bên trên của nó đo được là vuông 12 cm nha. Đây các bác này. Đấy, cái này là đây, như đây là tiến lùi này, cái này sang trái sang phải này. Mẫu số 8 này. Cái này của em có giá là 200.000. Đấy, bên trong của nó sẽ có dây trượt nha. Rồi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9. Số 8 thì có một cái thôi các bác. Còn đây là mẫu số 9. Số 9 là các cái mẫu motor này. Phần đầu dây rác của nó vẫn còn nguyên, không có nào bị thiếu nha. Bên trên sẽ có một cái phần đầu trục. Cái này đầu trục của nó sẽ là 8 ly. Phần thân bản rộng là 4 cm, chiều dài phần thân là 13, em xin lỗi, 12,5 cm nhá. Trên đây nó sẽ có cái tem như này các bác. Cái nào cũng có tem đầy đủ luôn. Cái lô này về rất là mới. Cái này là hàng của Mitsubishi AC Servo Motor. Đây nó ghi là 105V, công suất là 100W made in Japan. Cái này thì em không biết nên là coi như bán mù được các bác. Cái này là mẫu số 9 nhá. Cái này của em sẽ có giá là 80.000 một chiếc thôi. Hàng đẹp lắm và cái nào cũng sẽ còn đầy đủ dây rác cho các bác, không có nào bị thiếu luôn. Mẫu này bác nào mà mua 2 chiếc thì sẽ có giá là 150.000 nhá. Còn đang mua lẻ là sẽ là 80.000 một chiếc. Các bác chốt là mẫu số 9. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 cũng có đầy đủ dây rắc nha các bác. Này phần đầu trục của nó cũng sẽ là 8 ly này. Kích thước phần thân, mẫu này nó cũng tương ứng cái phần thân với cả cái mẫu kia. Mẫu này bản rộng đo được là 4 cm, chiều dài phần thân motor được 13,5 cm. Đây trên đây nó cũng có cái tên này các bác. AC Servo Motor. Mẫu này là 100W, điện 200V nha. Mẫu này thì em cũng không biết test các bác. Này là mẫu số 10. Cũng có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này thì bác nào cũng mua 2 chiếc thì sẽ có giá là 150.000 nha các bác. Mua 2 chiếc thì sẽ rẻ hơn một chút. Tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 là cái bộ này. Là bộ combo gồm 3 món này các bác. Này em biết là cái gì đây, bên trên nó sẽ có cái phần đầu dây rắc như này, bên dưới cái phần này cũng có cái phần dây rắc này. Phần thân của nó sẽ thân bằng nhôm nhá, mấy cái da ban. Trên đây thì em không thấy là có cái tem kiểu thông số điện hay như nào đâu. Kích thước phần thân nó lại bản rộng là 6 cm, chiều dài đo được là 7 cm nhá. Cái này ở đây em có combo là gồm 3 chiếc này, cái nào cũng còn đầy đủ dây rắc như này. Mẫu số 11 có giá là 60.000, là combo 3 món. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 12. 12 là mẫu dây điện đây. Đây mẫu này, dây điện là cái này là hàng mới chưa qua sử dụng nha các bác. Dây này chắc nó tầm 3 mét. Này cũng được 3 mét không nhỉ. Mẫu này thì trên đầu sẽ có một cái nút công tắc như này. Mình dùng thì bật, không dùng thì tắt đi nhá. Mẫu này là 10A 250V, có 4 ổ cắm, cái này là ổ cắm chân tròn nhá. Các bác khi mà các bác cắm ấy thì cái ổ cắm nó sẽ cắm ngập sâu xuống như này. Đây em cắm thử cho các bác. Nó cắm ngập sâu xuống này. Nó rất là chắc chắn luôn, nó không có lỏng lẻo mô ve giống như các cái hàng ổ cắm của mình đâu. Đây các bác, dây mềm nhá, màu đen thì đen nhưng mà dây cũng là dây mềm đấy. Mẫu số 12 này, cái này của em sẽ có giá là 100.000 một chiếc. Nó là mua mấy chiếc thì báo em nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 13. Đây 13 đây. 13 là bộ combo mấy cái van đồng hồ này, không biết là đo gì đây. Như cái này thì vẫn còn nguyên này, màn hình còn nguyên đẹp, hàng của SMC. Trên đây nó sẽ có cái tên là điện 12 hoặc là 24V nhá. Như cái mẫu này là hàng made in Japan này. Đấy, đây này các bác. Cái này em thấy là còn đẹp đấy. Em xem có chiếc nào hỏng không. Đây, như cái chiếc này nó bị mất cái màn hình rồi, vì các bác là lấy các cái đầu van này nhá. Đấy, đây này các bác. Để em xem là trong combo đây sẽ có tổng là bao nhiêu món nhé. Đây này, là các cái phần nút vẫn còn này. Để em xem là có cái mấy cái hỏng. Đây là có một cái bị mất màn hình nha các bác. Combo này gồm này 2 này, 4 này, 6, 8, 10. Tổng 10 món của mẫu số 13 có giá là 100.000.
Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 14. Là cái này. Cái này là mấy cái, đây là cái gì nhỉ? Cái nút vận chỉnh ban me các bác. Đây này. Đấy. Ở đây trên đầu đây nó có cái phần khung nhôm này. Combo này là gồm 6 chiếc các bác. Combo này gồm 6 chiếc là của mẫu số 14, có giá là 150.000 nhá. Đây các bác. 150.000 combo này. Các bài số là còn rõ nét nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 15. À đây này, có một cái mẫu này mà quên chưa đánh số này các bác. Cái mẫu miếng có mấy cái miếng khung sắt này quên chưa đánh số này. Ở đây nó có kiểu như cái đầu giảm chấn ở đây này các bác. Đấy. Em sẽ đo kích thước của nó nhé. Cái này độ dày đo được là 1,8 cm. Kích thước bản rộng này. Cái này bản rộng là 10,5 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm. Cái này em có combo là gồm 4 cái, 100.000 combo gồm 4 cái nhá. Này em quên không đánh số, các bác chốt cho em là combo miếng sắt nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 15. 15 ở đây em có combo hai cái miếng nhôm này. Miếng đầu tiên độ dày là 1 cm. Kích thước cái này bản rộng là 4,8 cm, bên này đo được là 13 cm. Tổng chiều cao của nó là được 25 cm nhá. Còn miếng thứ hai, cái này độ dày của nó là 8 ly ạ. Kích thước này, bản rộng phần bên trên to nhất này ở đây em đo được là 10 cm. Cái này tổng chiều cao đo được là 25 cm nhá. Mẫu số 15 này, combo 2 chiếc có giá là 50.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 16. 16 là cái này. Combo này nhiều nhá, cái này cũng là bằng nhôm đấy ạ. Cái này độ dày đo được là 1,2 cm. Kích thước bản rộng này, cái này bản rộng là 9,7 cm. Chiều bên này là được 11 cm nhá. Combo này em xem có tổng bao nhiêu chiếc nào. 4 này, 6, 9, 12 chiếc các bác. Combo này gồm 12 chiếc của mẫu số 16 có giá là 170.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 17. 17 là cái miếng nhôm này. Miếng nhôm này độ dày đo được là 1 cm. Kích thước bản rộng đo được là 9,4 cm. Chiều bên này được 10,7 cm nhé. Combo này là có giá là 100. Combo mẫu số 17 có giá là 230.000. Để em xem là mẫu này có nhiều nhá. 4 này. 4 với 3 là 7. 10, 12 chiếc các bác. Combo này gồm 12 chiếc của mẫu số 17 có giá là 230.000 thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 18. Là cái này. Này kiểu như cái van điện đấy các bác. Trên đây nó sẽ có hai cái phần van điện như này. Đây các cái đầu ống này, ống này của nó sẽ là ống 10 nhá. Phần thân của cái là thân nhôm ạ. Đây, hai cái van điện bên trên này, cái này của nó ghi thông số là điện DC 24V nhá. Sẽ đo kích thước của nó này. Cái này tổng chiều dài ở đây sẽ đo được là 18,5 cm nhá. Mẫu số 18 này. Cái này của em có giá là 50.000, cái này có một chiếc thôi ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 19. Mẫu này cũng có một cái này. Cái này cũng kiểu cái van điện nha các bác. Đầu ống hai bên này của nó sẽ là ống 6 nhá. Trên đây nó có cái phần đầu dây rắc, nó là cắt cái đầu dây điện bên trên này. Đây là ghi thông số điện DC 24V Mach-in-Japan này các bác. Đây. Cái này bác nào biết thì chốt này. Đây em sẽ đo sơ kích thước của nó nhé. Mẫu này bản rộng đo được là 5 cm. Tổng chiều cao là 10,5 cm nhé. Mẫu số 19 này. Cái này của em có giá là 80.000. Và tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 là bộ combo hai món này. Chiếc đầu tiên nhá. Một cái van điện rất là to. Điện đây nó ghi thông số là điện DC 21 đến 26V. Đầu van ống này của ống này to này. Ống này ống 16 này các bác. Đúng 16 sao mà to đấy nhỉ. Đúng rồi, ống này ống 16 nhá. Ở đây nó có cả cái giảm thanh này. Đầu ống bên này sẽ là ống 4 và ống 8. Đầu dây điện đang cắt còn dài nhá. Bên dưới sẽ có cái phần chân đế á. Cái này bản ngang phần thân này. Bản ngang phần thân của nó là 4,5 cm. Tổng chiều cao đo được là 14,5 cm. Đây là chiếc đầu tiên. Chiếc thứ hai trong combo.
Mẫu này cũng có cái phần giảm thanh ở đây. Đầu ống bên này của nó sẽ là ống 4 và ống 16 nha. Thông số cũng như vậy này, điện DC 21 đến 26V. Make in Japan này, hàng SMC, hình thức còn đẹp nha. Kích thước mẫu này bản ngang bao được là 6,2 cm, tổng chiều cao của nó sẽ được là 16 cm ạ. Combo này gồm hai chiếc luôn ạ. Loại to luôn các bác, size to nha. Mẫu số 20 combo hai cái có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 21. Đây 21 là cái bộ này. Cái bộ combo này cũng rẻ này các bác. Combo này là gồm 5 chiếc này. Tất cả các cái đầu van ống ở đây nó sẽ là van ống bằng đồng nhá. Nó sẽ có ống 6 và ống 12. Như cái hàng này sẽ là hàng của SNC, hàng Made in Japan. Đầu van đồng này các bác. Đầu dây điện nó cắt cũng còn dài nhá. Đây các bác, điện DC 24V nhá. Combo này là gồm 5 chiếc của mẫu số 21. Có giá là 150.000. Hàng đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 22. 22 là cái mẫu xi lanh này. Cái này là xi lanh hai chiều nha các bác. Đây này, cái đầu ti hơi nó sẽ đẩy ra hai chiều như này. Trên đây nó sẽ có cái tem thông số này, 50 x 40, hành trình 30 nhá. Đầu dây cảm biến là mỗi một cái vẫn còn đầu dây cảm biến này. Ống này của nó sẽ là ống 6. Phần van này của nó bằng inox nha các bác, không có hút lâm châm đâu. Phần đầu trục của này đo được là phi 20. Kích thước phần thân mẫu này, phần thân bản ngang đo được là 6 cm, chiều dài phần thân của nó là 7,7 cm, tổng chiều dài cả sản phẩm luôn là được 27,5 cm ạ. Đây là mẫu số 22. Cái này của em thì có giá là 100.000 một chiếc nhá. Mẫu này chắc đang có khoảng tầm 10 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 23. 23 đều cũng giống như cái mẫu 22 nhưng mà hành trình nó sẽ ngắn hơn một chút thôi. Đầu van ống vẫn còn đầy đủ này. Đây các bác, thông số này, 50 x 30, hành trình 20. Là cái phần ti hơi này, nó đẩy hành trình sẽ được là 2 cm nhá. Các bác cấp hơi vào đây thì cái phần ti hơi nó sẽ đẩy nhá. Ti hơi thì em sẽ đo được là phi 20 như này. Kích thước phần thân này, phần thân ở đây bản ngang của nó là 6 cm, chiều dài phần thân là 6,7 cm, tổng chiều dài phần thân đo được là 24,5 cm ạ. Mẫu số 23 này của em cũng có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này cũng đang khoảng tầm 10 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24. Đây. 24 là mẫu con lăn này. Cái này con lăn bằng inox nha các bác. Bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Phần đầu trục của em sẽ đo được là phi 12. Phần thân con lăn đường kính đo được là 38 ạ. Chiều dài này, chiều dài phần thân con lăn là được 27,2 cm nha các bác, chưa tính phần trục đâu. Mẫu này hình thức em thấy còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Inox cũng dày nha. Mẫu số 24 có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này đang có khoảng 8 chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 25. 25 hôm nay đang có mấy bộ này. Cái này cái phần khung đây này của nó này, nó sẽ là vừa bằng inox với cả vừa bằng sắt luôn nha các bác. Như cái chiếc này, đây này, đầu đây nó có cái phần chân giắc cắm này các bác. Đây thế này, có cái cổng chân giắc cắm này. Em sẽ đo kích thước của cái phần khung này nhá. Cái này phần khung bản rộng đo được là 9,5 cm, chiều dài đo được là 14 cm nha các bác. Cái này là em bán theo combo này, 100.000 combo gồm 4 chiếc này, là của mẫu số 25, có giá là 100.000 combo 4 món nhé. Mẫu này chắc đang có tầm 3 bộ. Bên trong nó sẽ có các cái dây điện như này các bác, để bác nào vào việc thì chốt nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Đây 26 là cái van điện bên trên này. Đây ạ, 26 là cái bộ này. Bên dưới nó sẽ có cái phần thân chia hơi như này. Đầu ống ở đây nó sẽ là ống 8. Còn các cái đầu ống này của nó sẽ là ống 6 và ống 4 nha các bác. Trên đây nó sẽ có là 5 cái van điện. Mẫu này là kiểu van điện hai đầu ấy. Này có cái tem logo hàng SMC Made in Japan. Điện DC 24V nhá. Phần đầu dây rắc này vẫn còn đầy đủ này các bác. Đây này, hai cái phần chân dây rắc hai đầu của nó vẫn còn nguyên luôn. Mẫu số 26 này, cái bộ này đẹp lắm. Có giá là 150.000 đó ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 27. Mẫu này này, bên dưới cái phần thân chia hơi của nó sẽ là bằng nhôm. Đầu ống chính bên này của nó sẽ là ống 8 ấy. Còn bên này sẽ là ống 4 và ống 6.
Trên đây nó sẽ có là 6 cái van điện, có một cái van điện hai đầu và 5 cái van điện một đầu. Mẫu này là hàng của TBC. TBC sẽ là hàng Hàn Quốc nha các bác. Phần chân đắt cắm bên trên này vẫn còn này các bác. Đây cái đầu này cũng còn luôn nha. Mẫu này là mẫu số 27, có giá là 200.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 28. Đây 28 là mẫu này. Mẫu này thì em đang có mấy bộ luôn ấy. Bên dưới cũng sẽ có một cái phần chia hơi như này. Đầu ống chính ở đây nó sẽ là ống 8. Bên đầu này, các cái đầu ống này nó sẽ là ống 6 với cả ống 4 ạ. Mẫu này cũng có sẽ có cái tem hàng của TBC. Mẫu này nó sẽ cùng với cả thông số của mẫu số 27, nó điện DC 24V. Đây các bác này, các bác có thấy rõ cái phần thông số không nhỉ? Nó hơi bị lóa nên hơi khó nhìn, Made in Korea nhé. Trên đây nó sẽ có bao nhiêu cái này? 2, 4 này, 9 cái các bác. Bộ này sẽ có 9 cái bên trên. Có 8 cái là điện một cái một đầu. Còn một cái sẽ là cái điện hai đầu như này. Mẫu này là mẫu số 28, có giá là 300.000 cái bộ này. Hình thức còn đẹp, phần đầu dây giác vẫn còn, không có bị bể vỡ gì cả. Mẫu này hiện tại em đang có cả cái loại mà nó nhiều hơn ấy, nhiều cái van điện hơn. Các bác có cần xem thì mời các bác qua Zalo, em sẽ chụp ảnh các bác xem nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 29. Đây, 29 là cái bộ van điện bên trong này. Đây ạ, mẫu này có một bộ này. Cái này phần thân bên dưới chi hơi của nó sẽ là bằng nhôm nhá. Trên đây các cái đầu ống này của nó sẽ là ống 6. Mẫu này là gồm 2 này, 4 này, 6, 8, 9 cái. Thì có 2 cái nó bị vỡ cái đầu viện đây rồi, còn đâu là vẫn còn. Mẫu này sẽ có cái tem hàng Made in Japan. Đầu ống ở đây sẽ là ống 8 đấy các bác. Đây các bác, bộ này là của mẫu số 29, có giá là 200.000. Bộ này bác nào mà chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship luôn nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 30. Đây 30 là bộ combo này, combo các cái này là cái gì nhỉ? Các cái cổng chân dắt cắm à. Đây này, đây là sẽ có các cái cổng chân dắt cắm như này. Mẫu này trên đây nó sẽ, đây là có kiểu hiển thị các cái đèn ấy, nó kiểu như cấp điện đây sẽ có đèn ấy. Bên dưới sẽ có cái phần chân cài như này. Mẫu này sẽ có cái tem Made in Korea này, điện DC 24V. Combo này nhiều các bác, combo này là của mẫu số 30, có giá là 100.000. Cái này là cùng 10 chiếc luôn nhá. Mẫu này thì em đang có hai bộ đấy. 10 chiếc một bộ combo nha, tính ra là 10.000 một chiếc đấy các bác. Các bác chốt cho em là mẫu 30. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 31. Đây 31 đây. Các bác đợi em để em ra kế mấy con lăn của nó đâu. Một bộ thì nó sẽ có một cái con lăn dài như này, mới cả một cái con lăn tròn như này nha các bác. Và kèm hai cái sợi dây. Đây em sẽ đo kích thước của nó này. Phần thân bên ngoài đây đường kính đo được là 32, phần thân bên trong đường kính đo được là 45. Cái này hai cái phần gối này của nó là bằng bằng gì nhỉ? Bằng sắt nha các bác. Đây nó đang bị lỏng ốc này, đây siết ốc vào thì nó sẽ trơn như này. Kích thước này. Phần thân màu đen này ở đây chiều dài đo được là 15 cm, chiều cao phần chân đo được là 10,5 cm nhá. Đây này, một bộ thì sẽ gồm là như này. Đấy, như đây em đang cầm như này là một bộ này. Các bác chốt cho em là mẫu số 31. Có giá là 80.000 một bộ nhá. Mẫu này thì em đang có là 4 bộ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 32. Đây 32 là cái mẫu motor này. Mẫu motor nó sẽ di chuyển bằng cái trục ngang này. Ở đây nó có trục ngang kiểu như cái thanh răng như này nha các bác. Đây em sẽ đo kích thước của nó trước. Phần đầu trục, phần trục mà tròn này, thanh răng ở đây em sẽ đo được là phi 20. Kích thước này. Mẫu này tổng chiều dài này ở đây em sẽ đo được là 52 cm. Là kích thước của cái phần trục nhá. Còn đây kích thước của cái phần thân của nó này. Phần mặt bích ở đây bản ngang đo là 12 cm. Còn bên này đo là 8 cm. Chiều dài phần thân motor là được 22,5 cm. Mẫu này bên em là nhân viên họ đã đấu tụ sẵn rồi, bỏ sẵn hai đầu dây đây rồi. Về các bác có thể cấp điện vào hai cái đầu dây này thì motor sẽ quay nhá. Còn nếu mà muốn đảo chiều ấy thì mời các bác qua Zalo. Em có đăng một cái video đấu ngược đầu dây để đảo chiều lại cái phần trục này này. Để em xem cái tem thông số này. Trên đây nó sẽ có cái tem thông số này. Công suất là 25W, điện 220V, Made in Japan. Mẫu này các bác nhìn này, hình thức thì không khác gì hàng mới luôn. Siêu đẹp luôn ạ. Các bạn đợi em chút để em đi kiếm cái đầu dây điện để em
cắm điện test trực tiếp luôn các bác xem luôn nhá. Mẫu này hiện tại là em chưa cắm trên video là chưa có chuyển đầu dây nên là em chỉ cắm nháy một chút thôi nhá, không có cắm lâu nha các bác. Tại vì em sợ đẩy nó ra ngoài thì nó nhớ đâu nó tụt rồi không lắp vào được. Các bác lưu ý giúp em là cứ đấu điện 220V đây, có sẵn hai cái đầu dây bỏ ra rồi. Vì các bác cứ ghim điện này, bác nào mà muốn test trực tiếp ấy thì khi shipper gọi điện thì mình chuẩn bị cho em sợi dây điện cái là shipper gọi cái là mình có dây test luôn nhá. Đây em sẽ bật máy này. Mẫu này motor quay rất là êm chậm nha các bác, không có nghe một tiếng kêu gì của nó luôn. Mẫu số 32 này, mẫu này hiện tại em đang có 2 chiếc, có giá là 600 ngàn một chiếc luôn nha các bác. Siêu đẹp, siêu rẻ luôn. Mẫu này em có 2 chiếc nha. Các bác chốt cho em là mẫu 32, đều sẽ có đấu tụ sẵn luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 33. 33 là cái này. Mẫu này là một cái mẫu hàng Hàn Quốc, Made in Korea này. Cây cũng sẽ có đấu tụ sẵn rồi. Bên trên nó sẽ có một cái phần bánh nhông như này. Để em xem cái phần trục cái này được bao nhiêu đây. Cái này phần trục của nó là 14 nha các bác. Cái phần bánh bully này của nó bằng sắt nha. Đây em sẽ đo kích thước cái phần motor. Bản ngang đo được là 9cm. Chiều dài cái phần thân của nó đo được là 24,5cm nha các bác. Đây phần tem thông số này. Cái này công suất là 90W, điện 220V, Made in Korea. Các bác cứ cấp điện vào cho em hai cái đầu dây này là sẽ được nha. Đây em cũng test luôn. Này là điện 220 nha các bác. Đây các bác để ý cái motor này em cắm điện nhá. Cái này kiểu như nó có cả cái phanh ý các bác. Mẫu này có cả phanh nhá. Mẫu số 33 có giá là 800 ngàn. Cái này thì em chỉ có một chiếc thôi. Hiện tại là mới có một chiếc thôi, không biết là kho còn cái nào không nữa. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 34. 34 mẫu này thì có mấy chiếc luôn này. Cũng có đấu sẵn tụ đây rồi. Đây bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục như này, kiểu như cũng trục ngang đấy. Phần lỗ trục này của nó sẽ là phim 18 nha. Kích thước phần mặt bích này bản rộng đo được là 11,7cm. Chiều dài phần thân motor là được 23,5cm nha các bác. Trên đây sẽ có một cái tem như này. Đây. Công suất là 90W, điện 220V. Đây cũng sẽ có đấu tụ rồi, bây giờ em sẽ đấu đầu dây để test luôn nha. Ba hai thì có 2 chiếc, còn 33 hiện tại thì có 1 chiếc thôi, còn 34 này thì có mấy chiếc luôn đấy. Cái nào cũng đều đó cũng được đấu tụ hết rồi các bác về cứ ghim điện và là sử dụng thôi. Bây giờ em còn đấu tạm như này thôi nhé. Motor quay rất là êm nha các bác. Mẫu số 34 này giá rẻ này các bác. Đây, giá này có 600 ngàn một chiếc thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua mẫu 34 thì báo em nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 35. Đây 35 là cái cuộn dây này. Đây này. Cái này kiểu như cái cuộn dây điện của cái cẩu ấy các bác. Nó sẽ có một cái sợi dây điện như này. Còn cái sợi dây nhỏ này của nó sẽ là cái sợi dây cáp ở bên ngoài. Đây em sẽ đo kích thước này. À, mẫu này bản dây để em đo được là 9 ly nhá. Mẫu này thì nãy em có kiểm tra rồi, nó khoảng tầm 30m. Đây nó khoảng 30m này. Có một đoạn này nó bị lỗi như này này các bác. Còn đâu là dây đẹp nhá. Đây các bác. Đây này, nó có một cái tem ở đây này. Cái này là dây của hàng Nhật bãi, rất là mới luôn ấy. Mẫu số 34 có giá là 430 nghìn.
Cái này thì mới kiếm được có một cuộn thôi, không biết là kho còn cuộn nào không thì em lại chưa chưa có kiểm tra. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 36. Đây 36 là bộ combo này. Combo hai cái dây điện này. Dây điện này không có phích cắm nha các bác. Đây này, dây thì em thấy dây đẹp nha. Đây bên trong này, mẫu này nó có mấy đây? 6 lõi à? 6 lõi này các bác. Cái này phần dây đo được là 8 ly. Cái này chắc khoảng tầm 5 mét một dây đây các bác. Dây mềm nha các bác, dây mềm đấy. Số 36 này, bộ này có giá là 100 ngàn. Combo gồm 2 chiếc nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 37. Đây 37 này, mẫu này dài này các bác. Mẫu này dài này, đây bên trong này. Mẫu này có 3 lõi này. Dây chắc này chắc phải tầm 10 mét một dây á. Đây các bác, cái cuộn này dây dài hơn này. Để em xem là cái này bản dây bao nhiêu đây. Cái này bản dây của nó được mấy đây, 8 ly à. Này của nó là bản dây 8 ly nha các bác. Cái bộ này em thấy nó chắc tầm 10 mét này. Thấy bộ này dài hơn này, thấy số lượng dây nhiều hơn này. Này là bộ combo gồm 2 sợi của mẫu số 37. Gồm 200 nghìn 2 sợi luôn nha. Dây đẹp lắm. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 38. Đây 38 là cái mẫu này. Này không biết gọi là cái gì đây. Kiểu như một dạng hộp điều khiển à. Đây đằng sau này, đằng sau nó sẽ có một cổng chân dắt cắm 3 chân điện AC 250V nhá. Ở đây các cái cổng chân dắt cắm này, cổng camera 1, camera 2 này. À, kích thước phần thân em đo luôn. Cái này bản ngang đo được là 22 cm, chiều dài đo được là 25,7 cm nhá. Còn đây là mặt đằng trước này. Mặt đằng trước nó sẽ có các cái nút công tắc. Nút công tắc như này. Đấy, bên trong nó sẽ có cái cục biến thế các bác, mới cả các cái vỉ mạch bên trong nhá. Đấy, bên dưới nó có cái tem như này. Toàn chữ Hàn Quốc thôi các bác. Điện AC 220V. Đây là mẫu số 38. Cái này của em có giá là 180.000 một chiếc. Mẫu này đang có mấy chiếc luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 39. 39 là mẫu này. Đây cổng đằng, mặt đằng trước của nó đây cũng sẽ có các cái nút vặn. Bên dưới đế sẽ có, bên dưới chân này nó sẽ có bốn cái phần chân đế như này. Trên đây nó sẽ có cái tem này. Made in Korea, điện AC 110V đến 220V. Còn điện ra cái này nó ghi đây là 12V này các bác. Kích thước phần thân nhá. Cái này hình thức cũng thấy còn đẹp ạ. Bản rộng đo được là 21,5 cm, chiều dài là 24 cm ạ. Cổng đằng sau đây nó có hai cái phần, hai cái đầu dây điện này các bác. Nó đang bị vướng cái motor đợi một chút. Đây, nó có hai cái phần dây giắc cắm thì nó đã cắt cái đầu dây điện này rồi. Thế đây vẫn còn cái đầu chân giắc cắm như này. Đây là có cái cổng này, cổng chân giắc cắm 3 chân như này nha các bác. Hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. À, đây là mẫu số 39. Cái này của em có giá là 180.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 40. 40 là cái mẫu vít me này. Mẫu này em đang có 2 cây. Cái này là vít me bi nhá. Phần đầu trục đo được là phi 12. Phần vít me là phi 15. Phần bát gen đường kính đo được là 30 ạ. Trên đầu đây nó có một cái bi này các bác. Kích thước này, mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm được 50 cm. Mẫu này hành trình bao nhiêu đây? Hành trình mẫu này được 37 cm các bác. Mẫu số 40 này, cái này của em có giá là 100 ngàn một cây. Cái này em đang có 2 cây đây. 2 cây này là cùng một cặp, cùng một kích thước. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 41. 41 là mẫu này. Mẫu này chắc chỉ có 1 cây thôi. Mẫu này cũng là mẫu vít me bi này. Hai đầu sẽ có gối nhá. Gối nhá, đây bên này có gối này. Bên trên này cũng có này các bác. Đấy. Kích thước này, mẫu này phần đầu trục đo được là phi 10. Phần vít me mẫu này đo được là phi 15. Cái phần bát gen bên trong này nó có cả một phần khung sắt bên ngoài để đỡ nhá. Kích thước mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm này sẽ đo được là 86 cm. Hành trình mẫu này dài này. Hành trình mẫu này là 70 cm nha các bác. Mẫu số 41 có giá là 200 ngàn. Hàng thẳng đẹp không cong vênh, rất là sáng và mới luôn. Tiếp theo là mẫu 42. 42 mẫu này em đang có mấy chiếc luôn. Mẫu này là vít me bi nha. Đây vít me bi này. Đấy. À, trên đây cái phần mặt bích này nó sẽ có cái hai cái con lăn đây này. Cái đây phần mặt bích thì nó đỡ cái bàn máy bên trên đó các bác. Bên trong nó sẽ có cái phần bát gen như bình thường nhá. Hai đầu sẽ có gối. Phần đầu trục của em đo được là phi 10. Mẫu này vít me nó đo được là phi 15. Đây bên trên cũng có gối như này. Đây để nguyên như này để em vặn hết về xem hành trình con này được bao nhiêu này. Con này hành trình cũng khá là dài đấy.
này đo tổng cả chiều dài sản phẩm này, kéo thước từ bên kia sang đây sẽ đo được là 76 cm. Hành trình để nguyên như này sẽ đo được là 53 cm. Nếu các bác mà tháo cái phần mặt bích này ra này, mình thay bằng cái mặt bích khác thì nó sẽ có cái hành trình dài hơn, tại vì cái phần bát đen của nó chỉ ngắn một chút đấy thôi, nó không có dài hết sang đây đâu. Mẫu số 42, 250.000 một chiếc. Mẫu này đang có mấy chiếc luôn các bác, mà chiếc nào cũng đều rất là mới và đẹp như này. Các bác nhìn trên video thì nó hơi bị lóa lóa một chút là do các cái mỡ của nó đây các bác. Mỡ nó màu trắng ấy, em để nguyên như vậy không có lau đi nên là lên video nhìn nó hơi khó nhìn một chút. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 43. 43 ở đây đang có mấy cây trục tròn này, cái này của nó là trục tròn sắt đặc nhá. Đây bên trên đầu đây nó có một cái phần lỗ ren này, trên đầu đây có một cái phần khớp như này này các bác. Cái này của nó là trục tròn sắt đặc T20. Để em xem đầu bên kia nó có lỗ ren không nhá. Ở bên này thì không có lỗ ren nha các bác, có một đầu có ren thôi. Cái này thì hàng không khác gì hàng mới nên đẹp lắm. Phần mẫu này phần trục đo được là 73,5 cm. Mẫu số 43 này, cái này của em có giá là 80.000 một chiếc. Mẫu này thì đang có tầm 20 chiếc. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 44. 44 là cái mẫu con lăn. Bên dưới nó sẽ có một cái phần trục bằng sắt như này. Còn phần con lăn này của nó là bằng inox, cái gì nhỉ, bằng nhôm. Này bằng nhôm nhá. Nó sẽ vẫn hơi hút lâm châm một chút, tại vì bên trong của nó sẽ là cái trục bằng sắt mà. Phần trục tròn em đo được là phi 15. Phần thân bên ngoài của nó đo được là phi 30. Kích thước chiều dài này, chiều dài phần thân con lăn mẫu này em đo được là bao nhiêu đây, 39 cm. Còn nếu đo tổng cả cái phần chân trục này nữa sẽ được là 45,5 cm nhé. Đây, trên đây nó sẽ chia làm hai phần như này. Đây bên trên nó một cái phần riêng, bên dưới này sẽ là một cái phần riêng này các bác. Đây là các bác thấy một cái đường khắc ở đây không? Mẫu số 44 có giá là 100.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 45. Mẫu 45 đang có hai món đấy. Đây thế này, để em xem nào. Cái này bên dưới của nó bằng sắt này, còn phần bên trên đế này của nó sẽ là bằng nhôm nha các bác. Đây bên trên bằng nhôm như này. Cái này không biết gọi nó là cái gì đây. Phần nhôm dày nhất đây em sẽ đo được của nó là 1,9 cm. Còn phần khung sắt bên dưới độ dày đo được là 1,6 cm nhé. Kích thước phần mặt bích bên trên này, phần bên trên này miếng nhỏ này, bản rộng là 8 cm, chiều dài là 12 cm. Còn cái phần thân nhôm bên dưới, bản rộng là 10 cm, chiều dài đo được là 14 cm. Mẫu này tổng chiều cao ở đây em sẽ đo được của nó là 11 cm nhé. Mẫu số 45 này, cái này em đang có hai chiếc đây. Hai cái này thấy giống nhau các bác. Có giá là 120.000 một chiếc nhé. Các bác nào chốt mấy chiếc thì báo em. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 46. 46 là cái bộ khung xi lanh này. Đây. Đây như này mới là đúng mặt trước của nó này. Đây, nó sẽ có một cái phần khung ở đây. Phần khung này mặt bích bên trên bên dưới của nó sẽ là bằng sắt ạ. Cái này độ dày đo được là 1,5 cm. Hai bên sẽ có hai cái trục tròn phi 16, trục tròn sắt đặc. Ở giữa sẽ là một cái xi lanh hơi, đầu van ống vẫn còn đầy đủ này. Đầu dây cảm biến vẫn còn nhé. Này có cái tem hàng SMC phi 50 hành trình 60. Các bác cấp hơi vào thì cái phần trục tròn xi lanh hơi này nó sẽ đẩy lên đẩy xuống được nhá. Em đo kích thước phần mặt bích này. Đây để đứng lên để đo cái phần mặt bích này. Cái này mà kéo bằng tay nó sẽ hơi khó, cấp hơi vào thì nó sẽ hoạt động trơn tru ạ. Mặt bích bản rộng là 16 cm, chiều dài đo được là 31 cm nha các bác. Tất cả đầu van ống còn đầy đủ luôn. Đây các bác. Đấy. Cái này này các bác đang thấy đây nó bẩn như thế bằng mà nó gì đâu. Mẫu số 46 này, cái bộ này của em có giá là 400.000. Cái này chắc chỉ còn một bộ này thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 47. 47 là cái bộ này. Đây là cái bộ kiểu như cái trục nâng ấy các bác, trục nâng hạ ấy. Đây phần đầu trục này. Cái này phần đầu trục của nó là phi 11 nhá. Phần ke góc này của nó là bằng inox ạ. Phần ke góc đó ở đây là bằng inox này. Độ dày của nó là được 8 ly. Phần áo bên ngoài đây của nó cũng bằng inox này các bác. Ở đây đường kính ở đây em sẽ đo được là 51. Mỗi một cái nó sẽ còn đầy đủ cái phần lò xo bảo vệ cái phần bát ren bên ngoài, bên cái phần ren bên trong nó vẫn còn đầy đủ nhá. Cái phần hộp này của nó này, đây nó ghi tỷ lệ là 16:1 các bác. Em thì nhìn trực tiếp thì thấy rất là rõ đấy, nhưng mà nhìn trên video em bật đèn quay video nên là hơi bị lóa một chút các bác. Cái này bản rộng đo được là 6,2 cm. Còn chiều bên này được 7,1 cm nha các bác. Mốc số 47 này, cái này của em có giá là 250.000 một chiếc.
kiểu chụp nâng hạ ấy, bên trong của nó sẽ là cái vít me. Đây các bác này, các bác thấy này, đây này, các bác để ý chỗ này nhá. Đấy, nó đang thụt xuống này. Đấy, đẩy lên này. Cái này nó là vít me cơ bên trong, nên là sẽ lực đẩy của nó sẽ rất là khỏe nhá. Mức số 47, 250 nghìn một chiếc. Đối với cái mẫu này, hôm nay bác nào mua từ 2 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Đây ạ, 48 là cái mẫu này. Mẫu này là cái mẫu khung trục tròn này. Đây em đang có hai bộ đây. Hai bên của nó sẽ có hai cái bi trục tròn phi 20. Còn phần khung này của nó sẽ là khung bằng sắt nhá. Độ dày là 1,8 cm này. Bản rộng đo được là 6 cm. Chiều dài này, chiều dài đo được là 25 cm. Mẫu số 48 này. Một cái khung này của em sẽ có giá là 100.000. 100.000 một khung nha các bác. Mẫu này đang có hai khung đây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 49. 49 mẫu này như đang có 6 chiếc này. Mẫu này này, mẫu này sẽ là hai bên sẽ có hai cái trục tròn phi 16, trục tròn sắt đặc. Đây các bác, phần trục và phần bi này trơn tru nhẹ nhàng. Kích thước phần khung nhôm, phần khung của nó ở đây này, độ dày đo được là 1,5 cm. Bản rộng là 7 cm ạ. Chiều dài đo được là 29 cm nha các bác. Chiều dài là 29 cm. Tổng chiều cao của nó sẽ được là 18 cm. Đây, mẫu số 49 này. Đây bên trong nó sẽ có bi này các bác, rất là mới nha. Các bác có thể ngược lại như này cũng được. Đây. Hôm trước em thấy có bác nào chế độ mình quay ngược lại như này này. Đấy. Quay ngược lại như này cũng được nhá. Đấy. Đây là mẫu số 49 này. Cái này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc nhá. Mẫu này chắc đang có 5 hoặc là 6 chiếc thì đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 50. 50 là cái bộ bàn trượt này. Mẫu này đang có mấy bộ này các bác. Cái phần mặt bích bên trên và bên dưới này của nó sẽ là bằng nhôm nha. Đây các bác. Và bên trong thì nó sẽ có cái phần dây trượt. Phần khung nhôm độ dày là 1,2 cm. Bên trong các bác sẽ thấy dây trượt như này. Đấy. Phần dây trượt này của nó là bản dây là 15 x 15. Trên mỗi một thanh dây sẽ có là hai con bi trượt như này. Bộ này tổng sẽ có là hai dây thì sẽ có là 8 bi trượt nhé. Kích thước phần khung mặt bích bên trên này. Cái này bản rộng là 8 cm. Chiều dài, chiều dài phần mặt bích khung đo được là 80 cm. Để em xem phần dây dài bao nhiêu này. Cái này phần dây dài của nó sẽ được là 72 cm nha các bác. Mẫu số 50. Mẫu này của em có giá là 650.000 một bộ như này. Tất cả dây bi này đều trơn tru nha. Đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 50 rồi đến 51 ạ. À, đây mẫu này em đang có mấy cái dây băng tải này. Cái này em quên thường đánh số, các bác chốt là dây băng tải màu trắng nhá. Đây bên trong nó sẽ có cái kiểu như này này. Này em biết tả gọi nó là gì bên trong đây. Kích thước này, cái này bản rộng đo được là 5,7 cm. Đây em chập đôi dây như này. Chập đôi dây như này thì ở đây sẽ đo được là 65 cm, 66 cm nha các bác. Cái này là mẫu dây băng tải màu trắng. Này của em sẽ có giá là 30.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 5 chiếc nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 51. 51 ở đây em có mấy con lăn này. Đấy, mẫu 51 này. Mẫu này của em nó sẽ là cái con lăn bằng inox nhá. Bên ngoài phần thân là inox này. Còn cái phần trục tròn với cả cái phần đánh nhông này của nó sẽ là bằng bằng sắt nha các bác. Chúng ta kích thước của nó ạ. Phần đầu trục mẫu này đo được là phi 15. Phần đánh nhông này của nó đo được là 7 ly nha các bác. Phần thân của con lăn đường kính của đem đo được là phi 60. Mẫu này bên trong của nó sẽ có trục bi xoay như này. Phần trục bi xoay của nó rất là êm. Mẫu con lăn thì không khác gì hàng mới luôn. Đẹp lắm các bác. Đây em đo kích thước chiều dài phần thân của nó nhé. Đây phần thân của nó này. Bên kia thì không có phần bánh nhông luôn nha các bác. Chỉ có bên này mới có đầu nhông thôi nha. Mẫu này thì chiều dài phần thân của nó là 114 cm. Nếu mà tổng cả phần trục, tính cả phần đầu trục bên kia sẽ được là 122 cm nha. Số 3, số bao nhiêu đây? Số 51. Cái này của em có giá là 300.000 một chiếc. Mẫu này em có đăng ảnh ở trên Zalo, mời các bác qua Zalo xem tham khảo thêm hình ảnh của nó nhé. Tiếp theo đây là mẫu 52. 52 này, bên trong cũng sẽ có cái phần trục nhông, trục bi xoay như này. Bên ngoài cũng sẽ có cái phần bánh nhông đôi. Kích thước ạ. Mẫu này phần đầu trục của nó sẽ đo được là phi 17.
Còn phần bánh nhông này của nó là 7 ly nha các bác. Phần thân con lăn đường kính đem đo được là phi 60. Bên này sẽ có cái phần bánh nhông đôi này, còn bên kia thì không có, bên kia nó chỉ có một cái phần đầu trục thò ra thôi ạ. Kích thước này, cái này thì chiều dài phần thân con lăn là được 118,5 cm, còn tổng cả trục là được 125 cm nha các bác. Mẫu số 52, cái này của em cũng có giá là 300.000 một chiếc. Hai cái mẫu này bác nào mà mua nhiều chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship nhé. Còn nếu mà mua ít mà ship COD thì các bác vui lòng tự trả ship giúp em nhé. Hàng đẹp lắm, đảm bảo các bác nhận hàng nó ưng ý liền luôn. Tiếp theo đây là mẫu 53. 53 mẫu này sẽ là bằng sắt nha các bác. 53 mẫu này là cái size to này, nhưng mà mẫu này sẽ là bằng sắt. Bên trong cũng sẽ có cái phần trục bi xoay như này. Phần trục này của nó là phi 17 nha các bác. Phần bánh nhông mẫu này ở đây em đo được là 7 ly. Phần thân mẫu này to này, cái này đường kính đem đo được là 76. Mẫu này em cũng có đăng ảnh ở trên Zalo đấy, mời các bác qua Zalo xem tham khảo nha. Đây các bác, phần thân này, chiều dài phần thân mẫu này đo được là 152 cm. Nếu mà đo tổng cả trục sẽ được là khoảng 160 cm nhé. Số 53, cái này của em sẽ có giá là 350.000 một chiếc. Mẫu này thì nó nặng lắm nên là không có miễn ship được. Chỉ miễn ship được cho bác nào mà mua cái mẫu này nhiều thì chuyển khoản là miễn ship thôi. Hoặc là bác nào mà qua địa chỉ cửa hàng mua trực tiếp thì cũng sẽ được giảm giá thêm một chút nhé. Hình thức thì rất là mới và đẹp luôn. Đấy. Cái mẫu 51 này các bác, mẫu 51 này em đang có cả cái con lăn bằng điện, xài điện DC 24V nữa. Bác nào mà có nhu cầu mình xem tham khảo thì mời các bác qua Zalo, em sẽ gửi video với cả hình ảnh thì các bác xem tham khảo nhé. Đẹp lắm, hàng mới về đẹp lắm các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu ạ. Đây ở cuối video em có một cái máy này, không biết là cái máy gì này. Bác nào em quay lên video, bác nào biết thì chốt nhé. Đây em sẽ đo sơ qua kích thước của nó trước nhé. Mẫu này cũng rất là to nha. Đây kích thước này, bản ngang này em đo ở đây sẽ đo được là 75 cm. Chiều bên này, chiều bên này sẽ được là 75 cm này, sẽ là hình vuông nha. Đây nó sẽ là cái tên của nó này. Hai bên nó sẽ có cái nút này các bác. Bên này có hai nút này, bên này cũng sẽ có hai nút nha, vẫn còn nha. Để em xem đằng sau nào. Đây đằng sau đây, đằng sau nó sẽ có một cái dây này. Đây kiểu như cái dây rắc cắm của nó ấy. Đây là cái quạt tản nhiệt đằng sau à. Đằng sau ở đây nó sẽ có một cái nút công tắc với cả cổng chân rắc cắm ba chân ở đây. Đây nó sẽ có cái tem này, điện ở đây nó ghi thông số điện AC 100 đến 240V. Made in Japan nha các bác. Đây Made in Japan này. Cái này bác nào biết là cái máy gì thì có thể bình luận vào dưới video để cho em và các bác chưa biết mình có thể tham khảo thêm về tên và công dụng của nó nhé. Cái mẫu này thì em không có đánh số đâu. Mẫu này có giá là 1.500.000. Khá là nặng luôn đấy các bác. Mẫu này em có đăng ảnh ở trên Zalo rồi. Các bác có thể qua Zalo để mình xem tham khảo thêm về hình ảnh của nó nhé. Em có đăng ảnh và đăng cái thông số rồi ấy. Em đang đặt ở trên một cái máy khác của nó nha. Đấy. Hình thức thì em thấy là còn nguyên, không có bị bể vỡ gì đâu. Còn hàng bãi thì nó không tránh khỏi được là sẽ có xây xước. Nhưng em thấy mẫu này đẹp nha, nhưng không biết nó là máy gì thôi. Rồi em xin kết thúc video đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video được cho em xin nút like, đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.